đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa xứ nhà nàng, hương nồng hoa tình ái đậm đà đây đó gọi tên nhà nàng cách gần bên gian hoa xứ quanh tường nhìn sang trầm nhớ thương thầm mưa ngày mai lửa đổ. Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa xứ nhà nàng ướp trà thơm đại khách, họ hàng cô bác đều khen nhờ nàng hai xứ tôi màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn giữ mỹ văn chắc nàng hiểu tình. Tình tan theo bể sâu, biết chăng ngày sau khi ngõ về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu. Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa xứ bè bằng, hoa tình yêu rung vỡ. Một trời tim tim thở than, nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàn, làm sao nàng nỡ phụ phàng để tình tôi dở dang. Thanh lý tiếp cho các bác cái bộ, chả biết là cái dàn hay cái đài nữa. Nó nửa dàn nửa đài. Nói đài thì cũng chả đúng mà nói dàn thì cũng không đúng. Nó là bộ, cứ nói chung là bộ nghe nhạc của Kenwood đi. Đấy. Hiện trạng thì các tính năng của nó như CD này. CD thì đúc đĩa vào nó có nhận nhưng mà ấn play không thể chạy. MD thì không hoạt động. Có nghĩa bây giờ anh em chỉ cắm điện thoại vào để nghe nhạc thôi nhé. Thay một bộ loa nghe nhạc. Con này chạy loa toàn giải nên tiếng nó rất là mộc mạc. Chân thật. Chỉnh được bát tép luôn. Đây. Có cả điều khiển luôn để anh em chỉnh được bát tép trên này luôn nhé. Đây. Bát này. Bát con này tăng được 8 cấp. Tép cũng tăng được 8 cấp luôn. Đấy. Bát tép này, tăng bát. Đấy. Đây, núm nút làm sao nàng nở phù phàng. Núm rất là êm và đẹp. Mặt nó trắng gương. Anh em nhìn thấy cái em ở trong gương này luôn này. Đấy. Đây, chân đế của nó đây. Đấy, bảo cái đài thì nó cũng nửa giống nửa đài mà nó cũng giống nửa dàn. Đây, loa của này loa cực gấu luôn nhá. Tách lẻ cặp loa này bán được 600 nghìn rồi. Em bán cả bộ cho anh em có 800 nghìn thôi. Thêm cái điều khiển này nữa là 900 nghìn. Để anh em chỉnh được 3 tép mình cho to nhỏ từ xa cho nó tiện. Đấy, sản phẩm đã bao gồm cục nguồn 12V của nó như này nhá. Lúc em nhập về là không cục nguồn này đâu. Cục nguồn này em mua mới bên ngoài em để em cắm vào đây đấy, cho anh em dùng cho tiện nhá. Đấy, anh em về chỉ phải cắm điện là chạy thôi. Đấy. Đây, để em quay về sau anh em xem. Đây. Đấy. Chỗ này là anh em cắm điện thoại vào đây nhá. Để nghe nhạc này. Cái chỗ này là lỗ anh em cắm vào súp hơi, à súp điện nhầm, súp điện nhá. Đây. Còn đây nó là ngày tháng sản xuất. Con này sản xuất từ 2004. 19 năm rồi đấy. À đâu. 2004 là 17 năm. Nhập 17 năm. Nặng lắm, con này nặng trịch luôn. Tầm
Lưới của nó rất là mới và đẹp. Nói chung mặt tiền nhìn xa rất là đẹp. Đấy. Màn hình thì hiển thị rõ nét. Đây. Đây là có cái cửa để mình bấm ra vào đây, nhưng mà cái cơ trong này nó lâu nó cũng kém rồi nên là bấm ra vào nó không nhạy lắm. Anh em dùng tay hỗ trợ một chút nhá. Đây ví dụ nhá. Đấy, ấn vào thì tốt này, ấn ra thì là, thì mình phải hỗ trợ nó một chút để lên này. Đây nhá. Nó có các chế độ này. Ví dụ như anh em với AUX này, anh em muốn chỉnh tín hiệu vào AUX to anh em ấn vào đây nhỉ. Mo này. Anh em ấn nút mo này nhá. Mo. Đấy thì hiển thị lên cái chế độ dashboard này. Anh em ấn cái multi control này. Đấy anh em chọn chế độ cài đặt của nó nhá. Đây. Ba lăng là anh em chỉnh trái phải này, AUX input. Anh em ấn vào enter chỗ này. Đây enter này. Đấy enter thì nó hiện lên cái level input. Đấy anh em có thể chỉnh to nhỏ. Anh em cho nhỏ này thì cái đường tín hiệu cắm điện thoại vào nó sẽ nhỏ đi. Anh em cho to lên thì đường tín hiệu cắm điện thoại vào nó to lên. Đấy. Rồi xong anh em bấm này là nó đóng vào. Đấy. Điều khiển đủ nhá. Đây điều khiển. Đấy. Báo giá cho anh em rồi, 800.000 là không điều khiển. Còn có điều khiển là 900.000. Sản phẩm đã bao gồm đổi nguồn cho anh em về chỉ được dùng thôi. Bây giờ em sẽ tháo cái loa này cho anh em xem độ gấu của cái loa này như nào nhé. Tại sao mà cái loa này gấu 600.000 một cặp, bán đâu được 600.000 cặp này luôn. Đây em tháo luôn cho anh em xem. Em nói cái này lên không còn nó dễ bật. Đấy em tháo cho anh em xem cục gấu luôn. Phân tần đầy đủ luôn nhé, phân tần gấu phết đấy. Anh em để bày phòng ngủ bộ này thì tách nghe rất là ok. Đây. Củ đây, anh em thấy củ chưa? Anh em lấy cặp loa này làm cho loa trợ lời thì quá là ok đấy. Đây, phân tần. Khiếp chưa? Này, anh em nhìn quả tụ này chưa? Nó to bằng đúng ngón tay.